Ủa, có ra có vào đâu khùng quá. Tao qua tại vì nãy ở nhà coi coi cái vlog của mày á, thấy mua cái One Piece gì đó. It was at this moment that he knew he fucked up. Được tặng. Ừ. Được tặng. Ủa đó là một con nhỏ xíu đúng không? Dạ, cũng cũng tương đồng. Thế này thấy cái giọng của ai là được tặng rồi đúng không? Thì vô tình đó, mình coi được cái clip này, mình thấy thằng em mình nó bắt đầu mê One Piece á. Và mình thì các bạn biết mình rồi đó. Mình chơi One Piece cỡ nào rồi? Thì mình nghĩ là chắc hôm nay mình sẽ ghé qua nhà bạn em mình chơi một tí. Thôi rồi. Còn đúng cái nịt. Thì lâu rồi anh em cũng không gặp nhau, thăm nhau nhá chút xíu. Đó, thì mình sẽ qua mình thăm. Đời sẵn mình coi mình lấy được cái gì thì mình lấy. Còn đúng cái nịt. Mình đi ha. Tới đi em là Thái. Hôm nay mình sẽ ghé qua nhà bạn em mình chơi một tí. Đời sẵn mình coi mình lấy được cái gì thì mình lấy. Tới đi em là Thái. Thì Thái trong hẻm, thành ra mình không có đi xe hơi được. Hôm nay mình sẽ chào mừng các bạn đến với bộ ba con cưng nhà mình. Chiếc này là cái chiếc mình mới nhất nè, mà mình mới lấy. Ít khách, 307. Xe mình thì được cái là mình cất chỗ này ai cũng biết á. Giống như là cái góc này là cái góc để xe của Long. Toàn bộ xe tôi không, các bạn thấy mà đúng không? Xe này mới làm sơ sơ là chưa có làm hết thành ra còn nhiều món lắm. Nhưng mà để qua dịch đi, có điều kiện làm tiếp. Bye. Mình đã tới. Nghe nói thanh niên này có làm thêm cái dịch vụ camera như thế này, viễn thông 368 như thế này. Thì mấy bạn có nhu cầu, tại hôm nay mình qua bào quá, hình như mình sẽ bán cháo dường cho thanh niên miếng. Và ai có nhu cầu gắn camera cứ vô đây nè, viễn thông 368. Địa chỉ là 268-34 Nguyễn Tiêu La, phường 8, quận 10. Phục vụ ơi, quảng cáo gì bên em ơi. Để hòn bào anh em muốn mang tiếng, hiểu không? Hòn bào anh em muốn mang tiếng, hiểu không? Đi về, đúng không? Vô. Ủa, ghê không? Cái gì chẳng lẽ ai hay là cái mình bào camera? No God, please no, no. Camera bào được không ta? Được hả? Hay gì vậy? Nào mắt nhé. Này nhất dễ thương gì vậy? Bào không? Không tính tiền đúng không? Được rồi. Ê, lát gắn hai ba cái nha. Tham lam. Cái trên lầu không? Ok ok. Không biết làm gì nãy giờ. Sao cái phòng này nhìn nó màu mè quá. Hello.
Ủa gì? Quay gì vậy? Quay vlog cho... Ủa trời ơi, qua đây quay vlog không có gì để vào đâu. Không có gì để vào đâu. Ủa, có ra có vào đâu khùng quá. Tao qua tại vì nãy ở nhà coi coi cái vlog của mày á, thấy mua cái One Piece gì đó. It was at this moment that he knew he fucked up. Nãy là nãy giờ nó gãy rồi nè, gãy xúc liền là đó, xúc đầu luôn. Không có ba kêu này thôi. Đập ơi, đập ơi. Ủa sao đập? Cái bể gãy cái miệng của con rốt gì đó, đập ơi. Gãy cái đó thì đưa anh không được sửa thôi gì đâu. À là ai là cho vào mày nữa. Ủa mà bữa thấy như nó cho thêm mấy con nhỏ nhỏ đúng không? Thêm mấy con nhỏ nhỏ đúng không? Trời ơi, được tặng. Ủa nó làm con nhỏ xíu đúng không? Dạ cũng tương đối bự nè. Được tặng nha mọi người. Hai con hả? Ừ. Bẻ cổ luôn mà. Ủa con nó có bị gì không? Bẻ cổ khùng mà. Tại vì con lớn hơi ghét đập nhìn bẻ cổ hơn con nhỏ rồi. Ồ, anh chào Tuấn, hello. Hello anh, mới tới đây đâu vậy? Anh thì đó, anh kể, anh thấy qua có mấy con One Piece, anh tại em fan One Piece mà. Ủa mà đang rap mấy à? Cái gì? Rap Là mới bào à? Thu mới bào được nhiêu? Bào rồi, đậu bán dễ bào nó lắm mà. Xin giảm giá quá trời, xin giảm 80% cho. Mà cái đợt Thương với anh Bắc là bào đúng không? Có cầm bên. Có cầm bên. Ờ, cầm bên quảng cáo của diễn hẹn. À còn này mua. Ờ Phương với anh Bắc là bào đúng không? Có cầm bên. Có cầm bên. Ờ cầm bên quảng cáo của nhãn hàng. Còn này mua. Ờ không bán được quảng cáo đâu nha, mà tại vì chưa tới cầm bên thôi. Ok. Này quay cho vui chứ đâu đăng đâu. Này quay cho vui chứ đâu đăng đâu. Không đăng. Quay cho có content đúng không? Facebook. Ok. Ủa, nó là giờ bán nhiêu tiền? 150 à? 150 luôn, mày thầm 50 còn mấy khoảng hơn 100. Chơi là phải chơi, máu chó chứ. 100 xong rồi bớt 50, còn 100. Đó, 150 bớt 50%. Chơi là phải chơi, máu chó chứ. Thôi mà lâu quên nó hỏi Tuấn. Tại vì đang làm cái cửa hàng thịt á. Cái tính mua cái máy vậy làm quạt với sổ sách á. Thì cái máy nó khoảng tầm như tới 10 triệu là sao thì ổn rồi đó. Ví dụ như bây giờ cũng cái máy đó, nhưng mà kiểu như mình đao GTA về với lại mình live stream á, thì thấy giờ tụi nó live stream chơi GTA nhiều quá. Máy live stream nữa hả? Ờ. Live stream là phải giống vậy nè, nhưng mà phải mạnh hơn nữa. Ví dụ như là con cạc này là nhiêu? Con cạc này là khoảng hơn 20 triệu một tí, khoảng 25. Còn cái con cạc mà nó mà dựng phim mà chơi game được là cỡ nhiêu? Chắc 75 á. Thôi chưa. Ờ, có cách nào không? Không có cho đâu, cũng có cách nào đâu, anh đừng có mơ. 3090. Ê em còn con, để em lấy em cho được. Để em lấy em cho được. Ê mà cho được. Ê cho con gắn đi. Xúc có đơn đổi. Xúc có đơn đổi. Không, giờ đổi lấy con này ra. Gắn con đổi vô. Có, xúc có đơn rồi. Con nó để cho ông thôi. Đánh hiểu không? Ủa mà khoan. Lỡ rồi mình cho rồi đúng không? Còn gì ở nhà cho được hết. Có một cái gì có một cặp ram nữa. Có một cặp ram nhiêu ghi? 64. Ê, cái này có 32 ghi với mày. Cặp ram đổi được. Anh lấy ra, anh Long lấy ra ram mới. Có ram cũ. Ram cũ nhưng mà không có đèn. Bộ máy này đèn đẹp đẹp. Không đèn. Xuống có đơn rồi. Trả Long được anh. Không, đâu ý là Long lấy cái này. Thôi em xuất qua đơn rồi thì em lấy cho người ta, chứ giờ người ta em trả lại sao được, em khùng quá. Cái này đồ dư mà, anh xài đồ dư đồ thừa chứ đâu phải là anh xài đồ mới đồ cũ đâu. Em đồ mua đồ mới được đồ xịn em xài đi, khùng quá. Thôi, ủa mà khoan, bây giờ ví dụ như cái RAM, cái kẹp màn hình rồi bây giờ còn cái gì, nó có cái nguồn hay là cái ổ cứng? Nguồn thì em còn cái 750. Nguồn thì nó hơi nguồn không quan trọng, xịn cũng được, nguồn dở cũng được. Xịn chứ. Xịn luôn hả? Cây. 750 là 750 quá hay 750 ngàn? 750 quá. Ờ, anh tưởng là 750 nha. Mày 850 rồi. Hơn rồi. Mà cứ này trả tiền, cái này chó. Ê, nãy cho mày không tính vô đâu cái đường. Ủa, mà cái ổ cứng sao? Cái ổ cứng gì sao? Ổ cứng hả? À. 500GB. 500GB mà loại Gen 4 SSD. Giống gì? Giống vậy. Giống vậy hả? Giống vậy. Thôi kệ, 500GB. Nhưng mà cái này là nãy anh Thái ông nói lúc với em á, là bán cho ông nhà máy mới. Ờ. Thế không? Còn cái này là em có đồ cũ. Ờ. Cái đồ sample này kia nọ để em lấy ra. Sao nãy mày không nói tao? Thôi mày, bây giờ em đáp đủ dàn máy không? Kệ đi, có nói gì đó. Thì cùng lắm á, nguyên vẹn anh bỏ tiền mua khoảng 2 mẫu hả?
cái bô bạch chủ cỡ 10 triệu thôi, với lại cái tản nhiệt thôi, vậy xong rồi. Là con tản nhiệt cũng bao nhiêu tiền đâu? Tản nhiệt nước khoảng tầm 60 triệu à. Coi như là con màn hình em cho luôn. Mày em còn có màn hình 32 inch. 32 là không có màn hình này 48 inch nó mới nó bự nó làm nhiệt mới được, hiểu không? Đúng rồi, của anh chỉ là chim đơn giản mà. Mà là hình cũ mà, nói chung là anh xài đồ cũ mà, anh đâu có xài đồ mới đâu, khùng quá. Ủa tự nhiên qua đây đang bờ đồ của anh biết rồi, tự nhiên được vàng máy đúng không? Cũng như là anh tốn khoảng tầm mấy triệu, 20 triệu thôi, được vàng máy khoảng tầm 200 triệu chắc cũng cỡ đó. 200! Không, em nghĩ nó hơn nữa. Hơn nữa? Bây giờ thị trường á, giá Bitcoin nó rất là cao á, giá cạc nó nhảy múa ngoài thị trường dữ lắm, thì hơn vậy nữa. Là có khi cái cạc anh hơn nữa. Đúng rồi, có khi cái cạc mua được vàng máy này. Ủa gì hả? Ờ. Cái cây chắc cây sạch, cây thường thôi chứ anh thấy cái cây này bự không quá. Anh có cây cũ không, có cây cũ không? Không, cái cây đó không phải cây cũ mà cái bộ máy này là bộ máy dành cho nhà sáng tạo nội dung màu trắng. Nó không hầm hố vậy đâu. Nó đơn giản thôi, nó đơn anh đang cần đơn giản thôi. Cái máy đó để làm chim thôi chứ không thấy được cái gì đâu. Anh đâu có cần phải show cái dàn máy ba cái này chi màu mè. Thấy không? Nhà đâu có chỗ đâu. Cần đèn đốm này kia họ đẹp nè. Nhìn thấy cảm giác đúng không? Thích đúng thích rồi, thôi. Đúng rồi, hồi nãy ông nói vậy mà. Ủa mình ví dụ như cái gì là 64 ghi cạc rồi màn cái màn hình cái đó là dựng phim khỏe luôn hả? Ủa làm màu được không? Chắc luôn. Mình luôn tại vì cái màn hình nó 4K luôn. Mà 4K luôn hả? Màn hình này mấy K? 2K đúng không? Màn hình này cũng 4K nhưng mà nó bự, màn hình này mắc hơn. Màn hình nó anh không có thật. Anh chạy đồ cho không, chạy đồ cho mà. Đúng rồi, chính xác. Chạy đồ cho. Ủa bao nhiêu gì đem ở đây luôn được không? Kỳ lắm anh trai. Sẵn đây nè, anh ở đây anh chở về luôn chứ mất công chở gì nữa. Em cứ đem qua đây luôn đi. Ủa sao không chở về luôn? Anh em đây rồi, ráp đi luôn. Kỳ lắm đúng không? Cứ đem qua đây ráp đi, mày nghe em anh mà lo gì, khủng quá. Anh em tính toán gì đâu. Ráp đi, nghe ha. Em đem qua đây anh đợi luôn, rồi lát anh chở về. Thôi ok, để em kêu mấy người nó đem qua luôn cho anh ha. Đúng mà dạo này làm nó có nhiều cái cũ gì không? Bữa nào có 22 hú anh cái nữa. Rồi ok. Bữa nào có cũ hú anh. Đúng rồi. Đủ bộ rồi. Ông nhiều khi anh mình cần thêm không có bán bàn rồi. Còn ghế năm sau nữa nó mới về. Máy rồi nè. Máy hả? Nhiều khi cần. Mấy cái đồ đưa anh Long hết à? Ủa mà quê, người livestream thì là cần phải có bàn phím chuột xịn xịn chút đúng không? Tại trên người ta nè, chứ lại có mic nữa. Micro. Cái đó có sẵn không? Còn dư không? Quán máy tính mà làm cái mic dài. Có thì có đó nhưng mà không có sẵn. Nhưng mà em nhớ đâu có trong kho tổng á, như nó còn mấy món á. Rồi, cho đi. Làm nhạc á là cái dàn đó nó phải chuyên nghiệp. Không. Nó bên âm nhạc hiểu không? Nhiều khi thu demo. Thu demo cũng phải đồ máy luôn. Nó mấy đồ. Đúng rồi, mấy cái mic này của ấp mà, đồ game liên quan mà. Đồ game thu tiếng thôi, khùng quá đâu có hát hò gì. Mày nói chơi game đâu, mày đây làm nhạc mà, nhìn nhạc mấy hầm hố vậy chứ. Ấy còn gọi thử coi còn không? Để anh gọi. Alo. Kiếm giùm anh cái bộ bàn phím chuột cái tai nghe nha. Đó rồi ok. Nó nói là để nó kiếm lại. Nhưng mà nó báo em còn cái ghế anh muốn luôn không? Rồi cái ghế tao. Là tặng đúng không? Không. Cái ghế nó bị cãi. Nó bị chút xíu rồi. Cãi. Còn đúng một cái nữa không à? Thay da. Không có thay được. Có một cái một mà. Thì cái đó được mà anh thay. Nhưng mà nãy em mua rồi mà đúng không? Mua một cái ghế chưa? Chưa. Nó nói hết hàng. Hết hàng. Đó cái đó đặt hết đúng không? Còn cái là có cái cũ mà khủng á. Đồ mới không được. Cũ được. Ông mua không à? Thì thôi mua đi khủng á, để nhường cho anh mày nó dịch khó khăn rồi. Để anh cái gì. Mấy cái ghế em chuyển qua nhà. Cái ghế em chuyển qua nhà anh. Còn cái máy thì cứ đem mà đưa ráp đây. Còn cái ghế không quan trọng, ráp đi. Ok. Ok thì gọi đi. Ok. Chuyển máy lại thì chơi là phải chơi, móc chó chứ. Chuyển máy gì? Thì chuyển tiền là chuyển tiền thôi chứ mới điện người ta buôn bán mà tự nhiên chuyển tiền chuyển lại chuyển lại kỳ á là sao? Mất duyên, trời đang cái mùa khó khăn rồi bán được cái gì rồi bán em khùng quá. Anh đi xin gì được gì anh xin, đồ cũ mà. Qua bầu. Hồi nãy là ổng. Ông đâu có tin đâu, ông mua một máy rồi giảm giá mà. Có gì cho đó, còn ông này là ổng xin mà. Anh xin đúng rồi. Xin là được rồi. Anh xài đồ cũ mà, đâu phải xài đồ mới đâu. Em đòi đồ mới thì tất nhiên cái giá nó phải tính tiền rồi. Mấy cái đồ bán cho ổng đâu có đâu. Cái đồ đó cũng để đi dục thôi chứ làm gì đâu. Mấy cái đồ mà cần ráp lại bộ máy, ổng cũng mua mà. Không giảm giá đâu nào đâu. Thì anh mua mười mấy 20 triệu rồi, cũng nhiều tiền mà. Thôi gấp thôi okay. Nói gì đó thấy không? Ui nó nhỏ xíu nè mày thấy không? Của mày bự chà bá mày thấy chưa?
cái này của người ta trắng tinh thôi, nhỏ xíu. Ủa mà nó dành nó nhỏ xíu thì dễ thương quá ha. Đúng rồi, cái này đồ em gom lại mà, em gom lắp giàn máy mà. Người ta đồ cũ mà anh trai, anh trai. Thầy đồ cũ mà. Thì cũng tốn mười mấy 20 triệu vậy. Ủa mà khoan anh hỏi chứ, ví dụ cái con này với cái con kia so nha như thế nào? Con này đẹp hơn. Con này đẹp hơn, cái đó chắc chắn rồi, quá đẹp. 100 triệu là mua mà, mới đẹp chứ. Thì đẹp. Còn này là em gom một máy để anh sáng tạo nội dung, anh quay đi, anh làm stream game này cái nọ đó, bộ đồ lòng ngon. Option, option sao? Full. Nhưng mà con so với con kia? Chắc chắn là mạnh hơn rồi. Chắc chắn là mạnh hơn rồi. Chắc chắn là mạnh hơn rồi. Hồi nãy anh không nhớ con cạc là gần bằng thì mới rồi. Anh nữa. Anh nhớ. Nhưng mà cái đó là giá đồ mới. À. Mình nói chuyện đồ cũ. Ê mà rồi. cái có cái màn hình nhìn thấy vậy? Để mở cho anh coi. Ừ. Đó. Thấy không? Mở kính ra cho anh coi. Ê sao có màn hình nhìn hay quá ha. Cái nhảy nhảy lum. Cái này á là cái màn hình nha. Cái này là cái tản nhiệt á anh. Màn hình. Nó có thể hiển thị những cái nhiệt độ CPU này kia cái nọ, nó nhiều chế độ lắm. Nó chụp hình đưa cái mặt vô được nữa. Là có hiển thị nhiệt độ. Có, nãy giới thiệu cho ông. Cái nó xịn hơn cái này luôn. Cái này là đồ mới, còn cái này đồ cũ. Xịn hơn. Xịn hơn rõ ràng thấy không? Quạt led cũng đâu đẹp bằng bên kia đâu. Thời cổ gàng đồ cho mà. Nhưng mà con CPU thì giống. Đó, đây. Con CPU thì giống. Đó. Đó con CPU này là con Core i9 11900 y chang bên kia. À y chang kia. À nhưng mà tản nhiệt cũng y chang bên kia. Tản nhiệt thì thấp hơn bên kia một chút luôn. Thấp hơn chứ rồi. Ok. Đúng rồi. Ok. Đúng rồi. Kèm màn hình nữa. Kèm màn hình thì chắc chắn xịn rồi. Đó là RTX 3090 à. Kèm màn hình nữa. Kèm màn hình thì chắc chắn xịn rồi. Đó là RTX 3090 à. RAM xịn. RAM thì 64GB nhưng mà nó không có đèn. À thôi bên kia có đèn, bên kia người ta trả tiền, người ta có tiền, người ta mua đèn. Nhưng mà cái này anh nâng cấp lên được 128 nữa, bên kia full 32GB nhưng mà đẹp. Ok, hiểu. Đẹp thôi, còn cái này là bo cái bo mạch chủ ha. Con chip thì gắn ở trong bo mạch chủ nè. Bo mạch chủ này là Z590 Vision D. Có Thunderbolt, có này kia, cái nọ, cái kiểu nó cũng là nói chung về... Nó về cái nội công thôi, chứ nó không có về cái ngoại hình. Ok, nói chung là ngoài nội công thì là thuộc dạng top server. Nhưng mà nó màu trắng. Còn mấy anh kia là kiểu như là mặc đồ đẹp, cưỡi ngựa xịn nhưng mà ở trong không có gì hết. Cũng mạnh. Cũng mạnh nhưng mà không bằng mình đúng không? Kiểu mình búng cái nó chết đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy được rồi. Màn hình đẹp ha. Màn hình này thấp hơn màn hình này. Thật, khủng quá, đồ trò mà. Nhưng mà màn hình này cũng độ phân giải bằng bên đây, cũng 32 inch. Đẹp quá. Ê màn hình có cái màn hình led đẹp quá nè. Nè. Ủa sao nó có nè. Bên kia nó đâu có cái màn hình đâu. Đâu có đèn này. Đẹp nè. Đẹp hơn, nó bự hơn. À nó bự thôi. 48 inch lận. Còn mình... cái này mang tấm nền OLED nữa. Bên kia tấm nền OLED nha. À. Cái này là Super Speed IPS thôi. À. Tần số quét 144Hz. Nhưng mà mình có đèn hay sao, nó không có đèn. Nhưng mà chơi game với con cạn này thì cái màn hình này là nó lại ngon. Đúng rồi, cần gì nhiều đâu. Ông Thái làm mình, nhạc. Người ta làm nhạc, người ta phải yêu cầu hơn. Màn hình nó bự nữa đúng không? Đúng rồi, nó làm 4 màn hình nhỏ. Ừ, cổ này một cái màn hình thôi. Ở nhà anh còn 2-3 cái màn hình mà. Gắn vô xài được mà, mấy cái đồ quỷ này. Đúng rồi, khủng quá. Làm gì đâu buồn, khủng mấy. Buồn gì? Tầm đó 200 à. Tầm mua 200 triệu. Nhưng mà anh chuyển khoản cho em cái tiền mua cái bo mạch chủ mới đi. Nên nói chung là tiền khoản cho em là khoảng tầm mười mấy 20 triệu đúng không? 19 triệu 500. Rồi ok rồi. 19 triệu 500 cho cái máy 200 triệu. Còn cái đây là 100 triệu cho cái máy 150 triệu. Đúng rồi. Điều. Rồi. Điều. Ok. Thật là cảm ơn Tuấn với lại team Audus à. Gigabyte. Audus là một cái thương hiệu của tụi em luôn. Ok. Yeah. Ủa cái gì đấy? À, sao vậy? Điện. Tài đút. À, ao quá, nát điện đi. Nó đã tốn điện. Khủng quá, anh em không mà làm gì ra. Điện. Khủng quá, người ta nói rồi. Hồi nãy là cái này đỡ tiết kiệm điện hơn. Cái màn hình này dễ đào Bitcoin. Nó tốn điện ít hơn. Cái máy kia bự kìa. Tốn điện nhiều hơn. À, trời, nó nhiều nít. Nói chung là bộ này để làm việc thôi. Chơi game. Thì kia nọ thôi, còn bộ kia là nó tạo cảm hứng. Cái bộ này là chỉ đi chơi game thôi, còn cái bộ kia nó kiếm ra tiền. Đúng rồi, nó khác nhau mà. Đợi giờ mua 100 triệu, bốt nó kiếm ra 1 tỷ, 2 tỷ thì sao? Em đi bỏ là đã 2-3 tỷ rồi. Thôi, thấy chưa? Lo cái gì? Khủng quá thằng. Mỗi, bình thường.
Bây giờ có cái khách hàng giúp anh chứng cho lâu rồi, anh em nhà mặt quá. Cái dở quá ông ơi, để chút tôi chuyển khoản tôi trả lại ông 100. Gì? Chút tôi chuyển khoản tôi trả lại. Ê, ê, nghe. Sao? Nãy vô quay á, đăng YouTube. Người ta đăng. Sao nãy kêu lên công ty chặt tiền cái bộ mà quảng cáo mà. Nói một tiếng là nó hiểu nó. Ờ để nói để nói giùm cho anh nói cho anh nói cho. Anh em trong nhà không có lấy tiền. Trời. À, cũng được. Không làm cho mấy nè. Uống nước à, uống nước. Uống nước. Ờ. Xuôi à. Ok ok. Nó mới chơi xuôi à. Trời. Vậy là cái đêm không mà khủng quá. Hồi nãy giờ giỡn thôi. Anh biết mà, anh biết mà. Chứ Tuấn này ok mà. Diễn với bộ. Đúng rồi. Đã bộ chỉ buồn á. Nói gì thôi chứ mốt đừng bận thẳng nha. Còn mỗi lần còn thẳng tiền lắm. Đẹp nhau mà. Có anh em gì không? Cũng quảng cáo mà. Có cái nhau. Quảng cáo mà. Giới thiệu chứ. Được giới thiệu cho. Giới thiệu cho người ta mua. À ok ok. Đi. Vậy giờ anh trả đi về nhà anh ha. Để lấy xe chạy luôn. Ok. Thì có miếng mà biết rồi cho Miên xin mấy cái mô hình được. Ờ vừa rồi phải rồi. Tới tức thiệt ha, được. Bây giờ các bạn thấy không, lòng người khó đói lắm. Okay. Ok, cảm ơn Tuấn với Gigabyte đã hỗ trợ cho hai anh em tôi trong cái clip lần này. Yeah, nhớ là subscribe, nhớ là ủng hộ cho Gigabyte nha. Bên Tuấn rất là ok, máy móc rồi xẻ với mọi người. Nhưng mà phải mua là nhớ lại, nhớ là sợ. Ok, bye bye mọi người.